mục khoa học kỹ thuật với nhà nông xin kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Thưa bà con nông dân, thưa quý vị và các bạn, thuần hóa heo rừng lai tạo với heo nhà đang được nhiều trang trại và các cơ sở chăn nuôi của nước ta nghiên cứu và ứng dụng. Hiện nay, rất nhiều người quan tâm đến việc nuôi heo rừng lai như một mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc nuôi heo rừng lai có khó không? Có khác nhiều so với nuôi heo nhà không? Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông xin giới thiệu đến bà con nông dân, quý vị và các bạn hiệu quả của mô hình nuôi heo rừng lai và những kỹ thuật cần lưu ý trong quá trình nuôi. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm người dân ngày càng cao, nhất là những thực phẩm sạch, ngon và độc đáo, thịt heo là một trong những thực phẩm thiết yếu, rất khó thay thế, trong khi việc tồn dư thuốc tăng trọng rồi dịch tai xanh đang khiến nhiều người lo lắng. Trước đòi hỏi này, nhiều trang trại cơ sở chăn nuôi đã nghiên cứu, lai tạo và nuôi heo rừng lai thuần chủng nhằm đáp ứng nhu cầu trên. Tuy nhiên, việc chọn giống thuần hóa lai tạo heo rừng đòi hỏi nhiều thời gian và phải có kiến thức. Năm 2008, gia đình anh Nguyễn Văn Diện ở tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi heo rừng lai. Với lợi thế diện tích đất của gia đình khá rộng nên rất phù hợp với mô hình này, anh Diện đầu tư mua 3 cặp heo rừng đã qua thuần dưỡng kết hợp với 3 cặp heo giống địa phương. Kết quả sau 8 tháng, anh Diện đã lai tạo thành công được 10 con heo mẹ lai. Anh Diện cho biết, để có được mô hình này, anh đã tham khảo cách làm ở rất nhiều trang trại khác nhau, đặc biệt là tài liệu nghiên cứu. Thời gian đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhưng trong quá trình nuôi, anh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Heo rừng được thuần chủng có sức đề kháng cao, khả năng thích nghi với môi trường tốt, sinh sản ổn định, chất lượng thịt đảm bảo, đặc biệt là tỷ lệ hao hụt rất thấp. Cái sản phẩm từ rừng thì bây giờ nó cũng còn ít, chủ yếu là mình dùng cái sản phẩm chăn nuôi, mình vừa giữ được cái nguồn gen quý hiếm hoang dã tự nhiên, vừa là cung cấp cho thị trường một cái sản phẩm thịt nó chất lượng hơn con heo mình nuôi bằng thức ăn công nghiệp đang rất được ưa chuộng, và cái giá thành nó cũng tương đối cao, đem lại cái lợi nhuận cho người chăn nuôi. Nuôi heo rừng lai theo kiểu nhốt trong chuồng hoặc thả rông trong những khu vực có cây xanh, có rào che chắn xung quanh. Theo tính toán của anh Diện, đối với heo nái, mỗi năm có thể đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 7 đến 10 con. Sau khi phối giống khoảng 115 ngày thì heo đẻ. Heo con được 1,5 đến 2 tháng tuổi để cứng cáp. Ăn được thức ăn thì cai sữa, tách bầy làm giống. Mỗi cặp giống có thể bán từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Với cách nuôi và chế độ dinh dưỡng thông thường, sau 3 đến 4 tháng nuôi, heo có thể đạt trọng lượng 10 kg thì có thể bán thịt. Hiện nay, với 10 con heo nái, mỗi năm có thể sinh sản 200 heo con. Như vậy, nguồn thu từ bán heo giống và heo thịt mỗi năm sẽ giúp gia đình anh có mức thu ổn định khoảng 300 triệu đồng. Đây là mô hình thực sự mang lại thu nhập cao. Cái hiệu quả của cái chăn nuôi con heo rừng lai này thì cái giá trị kinh tế của nó đem lại cao hơn, cái mức thu nhập cao hơn so với trồng những cái cây thông thường. Về xây dựng chuồng nuôi, nên chọn chỗ đất cao thoát nước để dựng chuồng, chọn vị trí gần nguồn nước nhằm đảm bảo cung cấp đủ nước uống cho heo. Quan trọng hơn là duy trì được hệ thực vật phong phú tại nơi nuôi và giữ được độ ẩm thích hợp. Dùng lưới B40 khoanh thành các ô nuôi tự nhiên, mỗi khoanh rộng khoảng 20 đến 30 m2, heo sẽ sống và sinh sản trực tiếp trong khu vực này. Chuồng nuôi phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tránh mưa tạt, gió lùa và ít có sự tác động của con người. Trong khoảng đất đó nên trồng thêm một số cây để tạo bóng mát cho heo. Càng nhiều cây rậm rạp càng tốt vì chúng thích hợp với bản chất của con heo rừng. Không nên tận dụng các chuồng trại cũ đã nuôi heo nhà để thả heo rừng. Mầm bệnh tồn đọng của heo nhà có thể lây sang heo rừng. Mặt khác, khu nuôi càng cách xa khu dân cư và đường xá thì càng tốt. Bản năng hoang dã đã đưa chúng vào tình trạng hết sức cảnh giác
và luôn hoảng hốt bỏ chạy khi nghe có tiếng động. Nếu mà chăn nuôi con heo này, thứ nhất là chuồng trại thì phải có tường, có lưới bao để nó không có chạy ra ngoài. Thứ hai nữa là phải có một cái chỗ để trú mưa nắng cho nó. Còn vườn thì tùy điều kiện từng gia đình, hộ nào mà có điều kiện thì bao rộng, mà ít thì 100-200 m² quay lại có thể nuôi được vài chục con rồi. 200 m² nếu ta vừa nuôi heo sinh sản vừa nuôi heo thịt thì có thể nuôi được 5 mẹ heo nái và đẻ được nuôi được 30 con heo thịt trở lên đến 50 con. Bởi vì mình nuôi như thế thì cái diện tích đó mình chỉ chủ yếu là nuôi heo đẻ thôi. Còn heo con thì đẻ ra đến 5-10 kg đến 15 kg là mình xuất chuồng được rồi. Thức ăn và khẩu phần thức ăn cho heo rừng lai bao gồm thức ăn xanh, cỏ, cây các loại, thức ăn tinh, hạt ngũ cốc, củ quả, mầm cây, rễ cây các loại, muối khoáng như tro bếp, đất sét, hỗn hợp đá liếm, v.v. Thực tế cho thấy, heo rừng thường tìm đến nương rẫy mới đốt, kiếm tro, đất sét để ăn. Khẩu phần thức ăn cho heo rừng lai thông thường 50% là rau củ quả các loại, có thể sản xuất tại trang trại, 50% là cám, gạo, ngũ cốc các loại, hèm bia, bã đậu, v.v. Mỗi ngày cho ăn 2 lần, sáng, chiều. Một con heo lai trưởng thành một ngày tiêu thụ hết khoảng 2-3 kg thức ăn các loại. Thức ăn cho heo rừng lai do có người cung cấp có thể thiếu dinh dưỡng, nhất là đạm, khoáng và sinh tố. Cho nên, ngoài việc bổ sung thức ăn tinh giàu đạm, sinh tố, cần thiết phải bổ sung thêm đá liếm cho heo. Hỗn hợp đá liếm bổ sung khoáng có thể mua hay tự trộn theo tỷ lệ. Muối ăn 100g, sắt phôn phát 100g, đồng xuân phát 50g, diêm sinh 100g, vôi tôi 1000g, đất sét vừa đủ 3 kg, cho heo liếm tự do cũng chỉ hết khoảng 20-25g một con một ngày. Thức ăn của heo rừng lai chủ yếu là thực vật, không nên lạm dụng thức ăn giàu dinh dưỡng để nuôi heo rừng lai, vì đó sẽ làm cho phẩm chất thịt của heo rừng lai bị biến đổi và nhiều khi làm cho con heo bị bệnh tiêu chảy. Heo ăn thức ăn xanh, ít uống nước, tuy nhiên cũng cần có đủ nước sạch và mát cho heo uống tự do. Hàng ngày phải vệ sinh chuồng trại, dọn bỏ thức ăn thừa, rửa sạch máng ăn, máng uống. Đối với heo nái, 2 tháng đầu mang thai, cho ăn khẩu phần thức ăn bình thường như rau, củ quả, hạt ngũ cốc các loại, có thể bổ sung thêm thức ăn tinh hỗn hợp 15g muối, 20g khoáng mỗi ngày. Sau 2 tháng, đến khi đẻ cần thiết, phải bổ sung thêm thức ăn tinh giàu dinh dưỡng, nhất là đạm, khoáng, sinh tố. Ngày heo đẻ có thể cho heo ăn cháo loãng, ít muối, ít rau xanh để đề phòng xấu sữa. Heo mang thai nên nuôi riêng để tiện chăm sóc nuôi dưỡng. Đối với heo nái nuôi con, khẩu phần thức ăn phải đảm bảo số lượng, chất lượng và chủng loại. Heo con được 1,5 đến 2 tháng tuổi đã ăn được thức ăn do con người cung cấp thì cho mẹ ăn khẩu phần ăn bình thường. Không nên phối giống cho heo nái độc dục trong thời kỳ nuôi con vì khó thụ thai hoặc thụ thai, nhưng số lượng và chất lượng heo con sinh ra không đạt yêu cầu. Thức ăn dùng cho con heo rừng này thì cái bản năng hoang dã của nó, cho nên là thức ăn nó ăn đủ thứ, rau, củ, quả, thậm chí là có voi, có sả mình bỏ vào nó ăn, cây chuối, cây bắp, rồi củ mì, rồi rau lang, bèo tây, là các cái sản phẩm thừa ở chợ đêm, ví dụ mình ra đó mình mua lại các cái rau già, rau héo họ bỏ mình mua gom mang về cho ăn thôi. Còn con heo sinh sản thì mình có thể mình cho ăn thêm cám gạo trộn với cám bắp, cái tỷ lệ thì khoảng độ 1 tạ cám gạo thì mình cho 10 kg cám bắp mình trộn thôi, chứ hoặc là thêm 5 kg 10 kg bột củ mì. Thế cho nên là cái giá thành thức ăn của con heo này nó ít. Nếu mà heo sinh sản thì mỗi ngày cho ăn 0,7-1 kg thức ăn thôi, còn chủ yếu là ăn rau xanh. Nếu con heo thịt thì mình chỉ cho ăn một ngày ăn 0,3-0,5 kg thức ăn tinh để cho cái tỷ lệ nạc nó cao. Về cách chọn giống, heo rừng lai là con lai giữa heo rừng đực với heo đái, là heo địa phương thả rông. Giống heo gần như hoang dã tạo ra con lai với ưu thế lai cao của cả bố và mẹ, có sức đề kháng mạnh, khả năng chịu đựng kham khổ với môi trường sống tự nhiên cao, ít dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt rất thấp. Chọn những con đầu thanh, ngực sâu, mình nở, hoạt bát, lưng thẳng, bụng to vừa phải, hông rộng, lông mịn, bốn chân chắc khỏe.
nếu có điều kiện nên chọn lọc qua đời trước và qua đời sau. Chọn con giống thì trước hết ta phải chọn cái nguồn gốc bố mẹ của con giống, và cái đặc điểm con giống là phải dài, chân cao, hình dáng phải đẹp, cái cặp vú của nó phải đều và nhiều. Thứ hai nữa là cái nguồn gốc cái con mẹ phải sinh sản đẻ từ lứa thứ ba trở lên thì mình mới nên lấy để làm giống. Hai nữa là không được chọn những cái con nó huyết thống nó gần nhau quá, là sau này cái con của nó mình lấy làm con sinh sản thì nó sẽ kém hơn. Chăm sóc phòng trừ dịch bệnh. Heo rừng lai là vật nuôi mới được lai tạo, sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Tuy nhiên, heo rừng lai cũng thường bị một số bệnh như dịch tả, tiêu chảy, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, bệnh sán lá, bệnh ghẻ lở và một số bệnh khác. Khi heo rừng lai mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, có thể dùng các loại thuốc trị đau bụng, sình bụng, đầy hơi, khó tiêu, cho uống hay chích, bổ sung thức ăn, nước uống đắng, chát như ổi xanh, cà rốt, rễ cau cũng có thể khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cần phải vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tránh lây lan mầm bệnh. Vấn đề phòng bệnh thì sức đề kháng của con heo lai này, con heo rừng này nó rất tốt. Nhưng mình muốn đảm bảo được thì khi mình chăn nuôi mình cũng phải chuẩn bị. Thứ nhất là chuồng trại vệ sinh sạch sẽ. Thứ hai nữa là cái con sinh ra thì mình cũng nên chích ngừa vaccine kép, rồi lở mồm long móng, tai xanh cho nó cũng giống như con heo nhà. Thứ hai nữa là hàng tháng thì mình cũng phải phun thuốc khử trùng chuồng trại. Chú ý mùa đông mùa hè cái đợt thay đổi thời tiết đột ngột thì mình có thể mua thêm các cái loại khoáng chất bổ sung để tăng thêm cái sức đề kháng cho con heo, để cái hiệu quả nó cao hơn. Vấn đề môi trường thì sau chuồng, các cái chuồng trại mình phải có cái hệ thống xử lý phân. Ví dụ mình dồn phân xuống đó hàng tuần, hàng tháng xong là mình gom lên, một là mình là dùng biogas, hai nữa là mình phải gom cái đó mình dùng vôi và các cái loại phân vi sinh mình ủ lẫn. Sau đó mình dùng cái sản phẩm này lại phục vụ bón cây trong vườn hoặc là bán. Công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng hân hạnh tài trợ chương trình này. Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.